da 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 hey da 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 da. Nhưng mà người ta thường nói tiền bạc là phù du. Em thật ra em đến chương trình này là cũng mục đích đó là được nói chung là thách thức bản thân của mình. Xin hết. Hết đi. Dạ không, xin hết, tức là em hết, em thi tiếp nhưng mà em ngừng cái lời nói là tại em run quá. Hay, quá hay luôn. Cái gì em ơi, em thi tiếp hả? Dạ em thi tiếp. Anh nói cho em nghe nha, hồi nãy giờ anh đang bị cái cơn, khán giả cũng đang bị cái cơn. Nhưng vòng năm mà 100 triệu là anh phải tự ghìm mình lại đó. Em nhắm em làm cho anh cười thì em vẫn làm nha. Vẫn đà là bà cũng cười rồi bà ơi. Không có đâu. Lần này có đà mà anh cũng sẽ ghìm lại. Anh Liên em yên tâm đi. Thành không cười thì Giang sẽ cười. Anh nói với em là đã lâu rồi anh với Thành chưa cười và chưa có vòng 40 triệu. Tới ngày hôm nay thì rất là ít, cho nên em là bây giờ cô hiếm đó, đang chờ đợi để cười thiệt. 100 triệu dễ về tay lắm. Em đang có lợi thế. Em đang có lợi thế. Dạ em đã quyết định rồi, em chơi tiếp. Thi tiếp kìa. Thi tiếp. Một tràng pháo tay cho em gái. Rồi nha, bắt đầu nha cưng. Dạ. Em có 60 giây, bắt đầu. Da 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 da. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư. Da 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 da. Hey da 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 da. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc, một đoạn nhạc chưa hết một bài quất 100 triệu một bài. Mà phải nói là cái cô bé này là ở đâu, quê ở đâu? Dạ quê em ở huyện Bình Chánh. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Hiện đang làm gì? Dạ em là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Em học bên trồng trọt. Bà này bà rất là thông minh. Thông luôn minh bà cứ nguyên xin chắc gì nắng trong bông hoa. Bà cứ bình thường mà mình ở dưới là mình sợ bà sẽ vô đà. Không, tại vì vô đà mình sẽ kề mấy chữ đà. Vô đà là tôi kìm lại rồi. Đúng không? Ai ngờ bà đâu chịu. Cô gái đã mang về 100 triệu. Bây giờ tôi chỉ hỏi nè, trường quay nè, thuyết phục không? Biết sao không? Cái cô này á, cổ có thể là mình nói mình không biết sao, nhiều khi cổ cũng không biết. Nhưng mà do đó là do cái con người cổ có mà cổ không biết. Tức là cổ biết được cái nhịp của hai ông giám khảo ở đâu, và cổ đo được cái điều đó, cho nên cổ cái da 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 là tôi với Thành là đã nhảy trong bụng rồi. Thiệt không á? Kèm tôi biết mà. Tôi vẫn hít thở đó. Nhưng mà tôi vẫn trong đầu vẫn muốn là cô này được 100 triệu. Bởi vì cổ có những cái mà cái thần á, cổ cái bình thường, cô không có gì vội vàng. Da 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 da. Mà quan trọng như nè,
Đây là lần đầu tiên tôi thấy thí sinh thi vòng 5 không có dấu hiệu sợ sệt luôn. Đúng rồi. Hồi nãy trong em khát nước chạy đi vệ sinh nhiều lắm. Bài của nói chuyện chất quá. Người khát nước sao đi vệ sinh? Tại vì em run quá. Khát nước là uống nước sao mới đi chứ. Bây giờ là giọng xã rồi chơi không? Dạ, dạ chơi. Vô. Vô, giọng xã. Giọng xã nha. Tôi thách mà thêm một lần, tôi thách mà thêm một lần. Thiệt tôi không cười đó. Thiệt á, tôi coi nè, tôi coi bà làm cái gì. Giọng xã em sẽ được gấp đôi. Rồi, 60 giây cho giọng xã bắt đầu. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Xin tiếng ca đây không ngừng, chưa có đã. Buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Hay quá. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Da 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 da. Xin tiếng ca đây không. Vẫn đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trận đấu này vẫn là tài giỏi. Thực ra nó không có giọng sáo. Nhưng mà vòng năm là hết rồi. Nhưng mà em sẽ bước vào đêm là gala. Rồi rồi. Rồi. Tức là hiện tại là có 100 triệu và có cơ hội. Và chắc chắn rồi, một tấm vé quay trở lại. Và trong đêm đó em sẽ kiếm thêm được một đống tiền nữa với da 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 da. Chưa bao giờ có một người nào bình tĩnh như em. Em coi 100 triệu rất giỡn, giỡn chơi. Người ta đang ở vòng 5, đáng là người ta phải òa lên vì người ta có 100 triệu. Hỏi em thi không? Em không suy nghĩ. Thi. Vì sao? Da 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 da. Vì sao? Vì cổ tự điều khiển được và có biết là cái lực của ông sẽ đi nữa. Mà quá thông minh ở chỗ là vậy nè, cái vòng 6. Đúng rồi. Chơi xin không? Chơi cái khúc xin không? Mà biết là hai bà này chưa cười nữa nha. Chưa đâu. Bà vẫn cứ xin hoài. Bà phiêu được. Bà nhìn nha, bà nhìn ở đây nha. Bà có nhìn. Tôi đừng có tự thương thấy. Mà bà phiêu á, bà phiêu được cái điều là người ta tới đâu, cái bà dòng vô đà bà thấy chưa ổn, bà dở lại xin dính liền, ghê thiệt. Tại vì bà biết mình sẽ chờ đà, bà chờ đà, cái bà đẩy qua xin, ờ đó, vòng hai bà đẩy qua, ừ, bé này nó có ba đường ghê thiệt, hay quá em ơi, lấy hàng, nhận 100 triệu từ chương trình Thách Thức Danh Hài mùa thứ tư. Trăm triệu lắm đó. Đây nè. Để lòng nhẹ nghiêng không ngưng người. Làm cho tất cả danh hài. Có lẽ ít ai biết được cô sinh viên trẻ tuổi thông minh, bình tĩnh vừa đạt được giải thưởng 100 triệu có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nhà Hoàng thuộc diện hộ gia đình nghèo tại ấp 2, Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Ba mẹ Hoàng hiện đang làm nhân viên phục vụ cho một trường học tại huyện Bình Chánh. Ba Hoàng ngoài giờ quét dọn trên trường từ sáng sớm, ông còn cắt rau muống giao cho các tiệm lẩu, đi nhặt thức ăn thừa tại các quán ăn để chăn nuôi vịt. Tối rảnh ở nhà, ông còn tranh thủ làm thêm nghề mộc, đóng tủ bàn ghế để kiếm thêm thu nhập trang trải học phí cho bà của con gái. Còn mẹ Hoàng, bà cũng chăm chỉ siêng năng, hàng ngày dậy sớm nấu nước sâm, nhà đàm, chủ yếu bán cho hàng xóm, người quen. Phải chăng cuộc sống không bao giờ tước đi của ai hết tất cả, dù nhà khó khăn, nhưng lúc nào họ cũng lạc quan, yêu đời, vì có ba cô con gái ngoan ngoãn học giỏi. Biết phụ giúp, sàn sẻ cha mẹ công việc. Với họ, đó là động lực lớn nhất để lao động suốt từng ấy thời gian.
Dạ lúc mà em nhận được 100 triệu em thấy giống như là mình mơ vậy á. Nhưng mà lúc mà định hình về định hình lại á thì em mới thấy là sự may mắn của mình rồi. Hoàng nó đi theo danh hài, nó giấu gia đình, nói chung gia đình không biết gì ráo á. Thì gia đình mình khó khăn thì cũng mừng, nhưng mà cũng đại con mình còn nhỏ, số tiền cũng quá lớn vậy thì mình cũng trấn an tinh thần con. Sau khi mà em nhận được 100 triệu á thì trước hết là em đưa cho ba em đặng trả nợ. Sau chương trình này thì em vẫn tiếp tục hoàn tất công việc học ở trong trường, rồi đi xin việc ở các công ty theo đúng cái chuyên ngành của mình, trở thành một kỹ sư nông nghiệp để đỡ đần cho ba mẹ.